thường thường nếu nó có dầu là nó phải chết chứ. Không mà không đâu. Ôi giọt không đủ cảnh xảy ra hả? Các bạn đúng mạnh quá. Mà nếu trong ruột nó có dầu thì làm sao nó sống được không? Bởi vậy mới nói trong ruột có dầu rồi sao sống được. Không, nó ăn dầu dơ dưới á. Mà nếu vậy sao nó sống được không thì ta? Nó không sống được làm sao? Nếu như vậy làm sao nó sống được? Kìa nè nè. Nó sống thời gian nó cũng chết à. Trời ơi. Má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nói tao cũng tin rồi đó. Chủ này mà đăng Facebook là tụi nó chia sẻ rần rần cho mà coi. À, con nữa đi, con nữa đi, con này đang nhảy nhảy nè. Con còn nhỏ lớn con cũng vừa thấy lần đầu tiên cái gì mà thường thường là phải chết trong cái gì chết chết nó mới chết. Có vợ này con này cũng có luôn nè. Tôi phải công nhận không? Con cá đang sống mà có vợ sao nó sống được? Hoàng luôn. Nó sống mà nó có dồi là sao? Kêu mấy con nào nhảy nhảy tươi sống không? Con nào cũng nhảy, con nào cũng sống đó. Nè, con này đi, con này sống nhanh nè. Gì? Chưa khoan nữa chắc. Quá, sống thì chắc nó gì? Hả? Bắt nữa thì con trọng thì chắc cho coi, là nó đang còn sống mình hết thôi mà. Dơ quá là sao? Dơ quá không? Nhưng mà bây giờ quan trọng là cá lóc luôn rồi. Ghê. Dơ dơ gì mương nước đục cái nào đã cá mà làm gì có vụ vậy giống như ngoài đồng đó làm sao? Cho em mương nước đục cho mình. Vậy mà sao có dồi đâu? Sao không? Mấy con gà này chết quả sống có dồi ăn luôn. Nhưng mà mẹ suy nghĩ trong bụng nó có dồi nó chết chứ sao sống. Không thể nào mà con cá mà có dồi gì hết trơn á. Trong nước thì nó cái dồi. Kinh dị quá. Tiêu tan từ từ thôi chứ nó đâu có